nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong ngày lễ Chúa Hiển Linh. Thật sự lễ Chúa Hiển Linh đáng lẽ chúng ta mừng vào ngày thứ sáu vừa qua, ngày 6 tháng Giêng theo truyền thống của giáo hội. Tuy nhiên chúng ta dời vào ngày Chủ Nhật. Lễ Chúa Hiển Linh nhắc đến tình yêu thương của Chúa khi Ngài muốn mặc khải tỏ hiện ra cho ba nhà đạo sĩ, ba nhà thông thái, và qua đó để nói đến lòng yêu thương của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô cho tất cả nhân loại, không trừ một ai. Chúa Giêsu đến để cứu rỗi nhân loại, tất cả mọi người. Và trong tâm tình cảm tạ ơn, Chúa đã đến trong trần gian để cứu độ chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau khiêm nhường thống hối, nhìn nhận những lỗi lầm của chúng ta xúc phạm đến Chúa, những lần chúng ta đã không dám sống chứng tỏ tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời của chúng ta bằng những hành vi cử chỉ thương yêu bác ái. Và vì thế chúng ta xin Ngài thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều tiếp xong. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi ngoài đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiêng ngôi sao chỉ đường mà mang khải cho muôn dân biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dâng lối đưa đường. Xin rủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thanh nhang vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống hằng trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi tự đằng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ ngươi sẽ nhìn coi và ngươi trở nên rực rỡ. Tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi. Nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bú tự xứ Madian và Epha. Tất cả những ai từ Saba đi tới đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu này đều thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu này đều thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, xin mặt tiền sẽ toán khôn ngoan cho đứng vua và ban sự công chính cho hoàng tử.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, chắc hẳn anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em là theo ơn mạc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã được mạc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri nhờ Thánh Thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để chiều bái người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bây giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiếng người lễ vật và nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Ông bà và anh chị em thân mến, trong mùa Giáng sinh, câu chuyện thường cuốn hút trí tưởng tượng của nhiều người cũng như sự tìm tòi nghiên cứu của các học giả và các thời đại. Đó là câu chuyện về ba nhà đạo sĩ mà chúng ta vẫn quen gọi là ba vua. Các ngài từ đông phương đến theo sự chỉ dẫn của vì sao lạ
và ngài các ngài đến Do Thái để tôn thờ hài nhi Giêsu, vị vua của nhân loại. Và từ lâu các nhà thiên văn cũng đã cố gắng tìm kiếm xem ngôi sao là chỉ đường đó là ngôi sao nào. Nhà đại thiên văn người Đức Johannes Kepler vào thế kỷ thứ 17 đã khám phá ra rằng vào năm Chúa Giêsu sinh ra có một hiện tượng bất bình thường giữa các vì sao. Và ông cho rằng sao Mộc và sao Thổ bình thường quay cách đều nhau, nhưng vào năm Chúa sinh ra thì chúng quay sáp lại gần nhau, đến độ ánh sáng của ngôi sao này cộng hưởng ngôi sao kia tạo ra một luồng sáng khác thường kéo dài đến cả mấy tháng. Rồi bàn về xuất thân của ba nhà đạo sĩ, mới đây ông Brent Laudow, giáo sư về bộ môn nghiên cứu tôn giáo của Đại học Oklahoma, đã mất 2 năm trời để dịch một bản văn cổ từ văn khố Vatican. Đây là bản sao chép vào thế kỷ thứ 8 của một câu chuyện được viết ra lần đầu tiên chưa đầy 100 năm sau khi Phúc âm Thánh Matthew được biên soạn vào năm 80. Như vậy, đó bản văn cổ đó mà bản copy đó là từ vào thế kỷ thứ 2. Và cái văn bản này được gọi là những mặc khải, hay đúng hơn là những tiết lộ của các nhà đạo sĩ, tường thuật về hành trình của những nhà đạo sĩ này đến bái thờ con Thiên Chúa. Dĩ nhiên, theo văn bản này thì có một số khác biệt so với tường thuật ngắn ngủi của Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đó là trong khi những nhà đạo sĩ trong Kinh Thánh thường được cho là những nhà trí thức và chiêm tinh từ 3-4, thì trong sách những tiết lộ của các nhà đạo sĩ thì những người này thuộc dòng dõi của ông Seth, người con trai thứ 3 của Adam, và thuộc về một chi phái tin vào sự cầu nguyện thinh lặng. Và họ đến từ một vùng đất xa xôi, không phải từ 3-4, nhưng là vùng đất cổ Trung Quốc. Một sự khác biệt nữa trong cái văn bản những tiết lộ của các nhà đạo sĩ, đó là con số đạo sĩ lên đến hàng chục vị, chứ không phải chỉ có 3 người mà như chúng ta vẫn thường quen gọi. Và chắc chắn rằng từ nay về sau vẫn tiếp tục có những nghiên cứu tìm kiếm xem về cái ngôi sao dẫn đường cho các nhà đạo sĩ ngày xưa khi Chúa Giêsu sinh hạ. Và cũng như người ta cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu xem ba nhà đạo sĩ đó là ai. Nhưng cuối cùng ra, câu chuyện của ba nhà đạo sĩ đó là câu chuyện của chính chúng ta. Và cuộc hành trình của các nhà đạo sĩ tìm kiếm Chúa Giêsu cũng là cuộc hành trình của mỗi người tìm kiếm cùng đích trong cuộc đời mình. Việc các nhà đạo sĩ đã theo ngôi sao lạ thực hiện một cuộc hành trình băng qua sa mạc và núi non hiểm trở cũng phản ánh việc chúng ta tìm kiếm và mục đích của cuộc đời chúng ta mà sẽ không thể nào có được nếu như chúng ta không có sự hướng dẫn của ngôi sao niềm tin. Nhờ có ánh sao lạ mà các nhà đạo sĩ có thể đến và nhận diện và tôn thờ Chúa Giêsu, vị vua của nhân loại, trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ở Bethlehem, chứ không phải trong cung điện huy hoàng ở Jerusalem. Và cũng vậy, nhờ đức tin mà chúng ta có thể nhận ra được sự hiện diện của Chúa Giêsu qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống, qua mọi biến cố của cuộc đời, qua những con người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Chắc chắn rằng điều này không có dễ dàng gì, nhưng chúng ta học được từ bài học kiên trì và quyết tâm của các nhà đạo sĩ dám vượt qua biết bao thử thách gian nan trong cuộc hành trình để cuối cùng khám phá ra Chúa Giêsu cứu thế. Chúng ta cũng thế. Trong cuộc sống của mình, cho dẫu rằng có niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng khi gặp thử thách gian nan, chúng ta có thể không dám phấn đấu, tiếp tục bước theo ánh sáng chỉ đường của niềm tin mà dễ dàng chuồn bước, để rồi giống như vua Herode, các thượng tế và kinh sư ngày xưa, đó là chúng ta chuồn bước, dừng chân ở kinh thành Jerusalem rực rỡ ánh sáng, nhưng thật ra đó là ánh sáng giả dối của sự tham lam, độc ác, thờ ơ và tội lỗi, và khiến chúng ta khước từ ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa. Khi nói về lễ hiển linh, chúng ta nói về sự tỏ mình của Chúa Giêsu ra cho muôn dân. Vì thế mặc dầu các nhà đạo sĩ phải lặn lội từ phương xa và vượt viết bao nhiêu thử thách mới có thể đến gặp Chúa Giêsu cứu thế, thì trước hết vẫn chính là Thiên Chúa ra tay hành động.
Ngài muốn ban ơn phúc cho mọi người. Và chính Thiên Chúa lo liệu để những ai thực tâm tìm kiếm sẽ gặp được Ngài, cảm nghiệm được ánh sáng tình yêu của Ngài để xua tan bóng tối tội lỗi trong cuộc đời chúng ta và đưa chúng ta đến một cuộc sống mới tràn đầy tình yêu, niềm vui và sự bình an. Lễ hiển linh vào Chủ nhật hôm nay báo trước mùa Giáng sinh sắp kết thúc. Bởi vì ngày mai sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta bắt đầu bước vào mùa thường niên. Hàng đá được trưng bày trong các tuần qua sẽ được thu dọn. Các tượng thánh gia, thiên thần, mục đồng, ba nhà đạo sĩ rồi cũng sẽ đưa vào trong kho. Vài ngày trước đây có người nói đùa với tôi rằng thật tội nghiệp cho ba nhà đạo sĩ chỉ ra được trong mùa Giáng sinh có vài ba ngày rồi sau đó lại được cất vào kho. Câu nói dí dỏm đó phải chăng là một nhắc nhở cho tôi và anh chị em, tất cả mọi người chúng ta về cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ, cũng là hành trình của chúng ta. Đó là cho dẫu những bức tượng của ba nhà đạo sĩ sẽ được cất vào kho khi mùa Giáng sinh kết thúc, nhưng hành trình cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục. Chắc là khi chúng ta vừa bước vào một năm mới 2012, trong năm mới này chúng ta thực hiện một cuộc hành trình hướng về Chúa Giêsu, đích điểm cuộc đời mình. Và dĩ nhiên trong cuộc hành trình này chúng ta được mời gọi nhận ra sự hiển linh của Chúa Giêsu qua mọi biến cố, hoàn cảnh khác nhau, qua những niềm vui và nỗi buồn, qua những con người thân quen hoặc xa lạ. Nhưng trong tất cả mọi sự, Chúa Giêsu luôn hiển linh và sẵn sàng ban cho chúng ta ân sủng của Ngài. Không những thế, là những người có niềm tin, chúng ta được mời gọi là sứ giả của Chúa Giêsu cứu thế, là những ngôi sao chỉ ra sự hiển linh của Ngài trong cuộc đời của những người khác bằng chính chứng từ cuộc sống của chúng ta. Có câu chuyện về một cuộc tĩnh tâm được tổ chức vào ban đêm trong một giáo xứ nọ, và có hàng trăm giáo dân đến tham dự. Và vị linh mục giảng thuyết bảo những người trong nhà thờ hãy tắt đèn đi, và thế là bóng tối bao trùm. Rồi linh mục thuyết giảng nói tiếp: tôi sẽ đốt lên một que diêm, và tất cả những ai nhìn thấy ánh sáng của que diêm xin hô to tôi thấy. Nhà thờ tuy rộng lớn nhưng chỉ có ánh sáng từ một que diêm, thế mà ai cũng trông thấy và đồng thanh hô to tôi thấy. Vị linh mục giải thích: như thế anh chị em thấy một hành động tốt của anh chị em dù nhỏ cách mấy cũng chiếu sáng trước mặt mọi người, làm ngọn đèn soi cho những người khác bước đi, dẫn đường họ đến với Chúa như ba nhà đạo sĩ. Và kế đến, linh mục phát cho mỗi người một que diêm và bảo: bây giờ mỗi người hãy đốt lên que diêm của mình. Thế là trong phút chốc, bóng tối trong nhà thờ đã nhường chỗ cho ánh sáng tỏa lan từ những que diêm bé bỏng, khiến bầu khí trong nhà thờ trở nên lung linh kỳ diệu. Vị linh mục giảng thuyết kết luận: anh chị em xem đấy, nếu mỗi người chúng ta gộp lại một việc tốt lành nhỏ, chúng ta có thể xua đuổi bóng tối lầm lạc tội lỗi và trở nên ánh sáng, ánh sao lạ dẫn đường mọi người đến với Chúa cứu thế như ba nhà đạo sĩ ngày xưa. Ông bà và anh chị em thân mến, mùa Giáng sinh sắp chấm dứt. Ngôi sao gắn trên hàng đá và trên cây thông sẽ được tháo ra và được cất đâu đó trong nhà kho cho đến năm sau. Tuy nhiên, ngôi sao đức tin mà Thiên Chúa ban cho chúng ta từ ngày chịu phép rửa tội không thể nào được che giấu, nhưng phải tỏa sáng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bằng sự hy sinh, lòng tận tụy, tình yêu thương, sự tha thứ, để rồi tất cả mọi người có thể cảm nghiệm được ý nghĩa sâu thẳm của niềm vui có Chúa hiển linh. Niềm vui có Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thần thao thành trời đất, muôn vật hữu hình mà vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, thứ Chúa muôn đời.
bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trong trần gian để đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi, để chỉ đường cho chúng ta về với Cha trên trời. Và giờ đây trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen, chúng ta dâng lên Ngài những lời nguyện thiết tha sau đây. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa không chỉ tỏ mình ra cho dân Do Thái, nhưng còn tỏ mình cho muôn dân. Chúng con dâng lên Chúa toàn thể nhân loại đang khao khát ánh sáng chân lý. Xin cho con người hôm nay mở rộng tâm hồn để nhận ra ơn cứu độ được tỏ hiện nơi Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng con. Nhờ lời thiên cầu của mẹ sự hồi sinh đức tin đâm rễ trong cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu thực sự là sự quan tâm của Hội Thánh trong việc chuẩn bị khai mạc năm đức tin. Xin cho mọi Kitô hữu ý thức việc đào sâu đức tin, giúp chúng con có thể giải quyết những vấn nạn của thời đại chúng con. Nhờ lời thiên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp nhất giữa những người Kitô hữu luôn là mối ưu tư của Đức Thánh Cha và của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những anh chị em cùng tin vào Chúa nhưng chưa hiệp thông hoàn toàn với Hội Thánh Công Giáo. Xin ban Chúa Thánh Thần đến để hiệp nhất chúng con. Nhờ lời thiên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Nhiều nơi trên thế giới vẫn còn nghèo khổ, chiến tranh và phẩm giá con người vẫn chưa được tôn trọng. Xin soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cách riêng cho các nhà lãnh đạo tại Việt Nam để họ tìm ra những con đường thích hợp nhằm mưu cầu no ấm hạnh phúc cho người dân. Nhờ lời thiên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Xin mỗi người chúng ta cầu nguyện theo ý riêng của mình. Nhờ lời thiên cầu của mẹ hằng cứu chúng, xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, Cha bày tỏ tình yêu thương của Cha qua việc Chúa Giêsu được sinh hạ trong trần gian và hiển linh cho cả ba nhà đạo sĩ ngày xưa. Xin cho chúng con cũng biết Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiển linh trong cuộc đời của chúng con trong mỗi một giây phút, đặc biệt là qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để rồi khi chúng con đón nhận chính mình và máu thánh Chúa, chúng con được biến đổi, chúng con sẽ trở về con đường nẻo chính đường ngay mà Chúa muốn kêu gọi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Con muốn dâng về cho thân tình niềm tin có tha thờ Chúa, vì con như bé tơ ngây dại nép cánh tay mẹ hiền sẽ vui toàn. Chúa đã thương con, xin
Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vâng hồi thân Chúa tiên dâng. Đây không phải là vàng, nhu hương và mộc dương, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi Người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vâng Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thân hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây hầu dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cung mô Chúa Thánh Thần, đoái thương thân hoa của lễ chúng con dâng Thiên Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lĩnh Người chúng con cử hành mầu nhiễm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúng tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
đầy lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình sự ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thân thiêng này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thân dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa mưu hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thân thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa thánh thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiễm cùng với các người Chúa đã cho, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Đấng Thân Mẹ Thiên Chúa, các thân tông đồ, thánh An Phong Sô và các thân tử đạo hiền vinh, vì chúng và toàn thể các thân, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mê, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto và Đức Giám mục Giuse giao phần chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng của Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mạn khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến những tôi tớ Cha là Đa Minh, Maria, Ferro, Giuse, Domenico, Anne, Vincente mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như Người. Khi Người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của Người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi được thấy tường tận Cha là Thiên Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha khôn cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con đây, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đủ ái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiêng Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêng Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa con, Chúa con được sống. Amen. Dâng người bao vân quý và hương ngát thơm.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tinh thân thể. Xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tinh này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta sẽ không có cái lớp giáo lý tìm về nguồn sống ngày hôm nay, nhưng mà tuần đến chúng ta sẽ tiếp tục lại. Xin thông báo vào trong bài và anh chị em được rõ. Chúa cùng anh chị em. Chúng bà và anh chị em cúi đầu nhận lãnh phép lành. Xin Thiên Chúa đấng đã kêu gọi anh chị em từ chốn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài, thương độ phúc lành của Ngài xuống trên anh chị em và làm cho tâm hồn anh chị em được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến. Vì anh chị em tin tưởng bước theo Đức Kitô, đấng hôm nay đã tỏ cho thế giới thấy Người là ánh sáng chiếu rọi nơi tối tăm. Xin Người cũng làm cho anh chị em trở nên ánh sáng cho anh chị em mình. Amen. Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, anh chị em đến được với đấng mà nhờ ngôi sao dẫn đường, các đạo sĩ đã tìm kiếm và đã rất vui mừng gặp được. Người là Chúa Kitô, là ánh sáng bởi ánh sáng. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen. Nhân đây trước khi kết thúc chúng ta hát kết thúc, thay mặt cho các nhà dòng, các ông bà và anh chị em xin chúc mừng Thủy Tiên được rước lễ lần đầu. Xin Chúa tiếp tục ban ơn, gìn giữ, chở che và nhớ tiếp tục rước lễ thường xuyên. Không biết Trang Nghĩa có quà gì chưa, nhưng mà nếu chưa có quà thì xin theo cô Hà vào trong nhà sách kiếm gì đó làm quà. Xin cảm ơn. Cảm ơn bà và anh chị em cho một tràng pháo tay.